và con. Hôm nay là ngày lễ tế đạt của chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những niềm vui, sự học hỏi của chúng con với khi sự nhỏ bé đơn sơ của chúng con. Và đặc biệt là chúng con xin dâng lên Chúa buổi lễ ngày hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho chúng con được bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho ba mẹ của chúng con trong lúc này là các con đã vượt qua một năm học tốt đẹp để dần dần vươn tới tương lai và trở thành công dân tốt của đất nước. Tất cả đó cũng là tình thương của ba mẹ dành cho tất cả chúng con. Và để đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm học qua, đồng thời động viên khen thưởng những giáo viên và các cháu đã có những thành tích xuất sắc trong năm học 2017. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị, đến tham dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sơ về trên dòng Mến Thánh Giá Tân Việt. Chúng ta cho các bạn một tràng pháo tay nào.